Không mơ cổ tích hoang đường, chỉ mơ giấc mộng đời thường có sim. Nó lại thả thính nhau, nó lại cơm chói nhau kìa Kamui. Nó lại cơm chói nhau mọi người. Cái gì ba? Cái gì vậy? Lại cơm chó nữa hả? Mệt quá mọi người ơi, cái này đã thế không hình rồi còn dừng đúng cái này nữa chứ. Nhìn vậy ba, nhìn vậy ba. Xin chào các bạn, mình là Kamui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nè. Trước khi xem video các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên cái chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên hỗ trợ Hero Team của mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem video này nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn xem một quảng cáo từ 5 đến 10 giây để Kamui có thêm tiền và cà rốt để ăn sáng nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì Kamui khoe một chút đó là Hero Team vào mùng 2 Tết nha các bạn, đã được lên báo rồi đấy các bạn ơi. Trời ơi, thích thật sự luôn đó mọi người. Hero Team lại được lên báo mà chưa kể đây là mùng 2 đầu năm nha. Hy vọng là năm nay Hero Team sẽ càng ngày càng phát triển luôn đó mọi người. Và báo viết gì thì Kamui sẽ để ở link ở phía dưới comment nha các bạn. Các bạn hãy vào xem nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay của Kamui sẽ reaction các video TikTok về Hero Team các bạn ạ. Và tất nhiên là các video này rất là hấp dẫn, được triệu view nha các bạn. Nhưng mà có một vấn đề xảy ra đó chính là rất là nhiều nhạc bản quyền các bạn ạ. Mà nhạc bản quyền thì không thể làm cho lên YouTube được, nên là Kamui sẽ lọc ra một số video và Kamui đăng lên thôi nha các bạn. Chứ còn thật ra toàn bản quyền không và em, và thật sự luôn là những cái nhạc bản quyền đấy đáng sợ lắm. Và cao tất nhiên là Kamui không muốn chết kênh đâu. Ok, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi nha. Ok, và đến với video đầu tiên rồi các bạn. Video đầu tiên này là video TikTok của Kamui nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy chữ là A Kamui TV này. Đây, và đây cũng là link để đến kênh TikTok của Kamui luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể qua xem nha. Bắt đầu thôi. Trời ơi. Có thấy Kamui ngầu không? Cái mặt ở trên đấy với mặt ở đây là hơi phơn phởn quá ha. Tại vì đã năm mới vào ông quay mắt Kamui chúc các bạn năm mới luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, thật là đẹp trai và xinh gái, cũng như là có thật là nhiều tiền lì xì. Rồi năm mới thì cũng thật là gì ta, sức khỏe dồi dào này, làm việc gì cũng may mắn luôn luôn á. Ok, và trời ơi. Để Kamui thử làm mặt ngầu để xem nào. Hình như không ngầu lắm nhưng mà thôi kệ đi. Ok, thật sự là có bạn nào là đã xem cái video TikTok này chưa? Bạn nào xem rồi thì comment xuống phía dưới nhá. Cái lúc này là cái lúc mà từ trước khi Kamui nhuộm cái đầu cam này rồi, nên là tóc lúc đấy sẽ có hơi và ánh hồng một chút đó mọi người. Đó, và lúc này thì Kamui rất là ngầu luôn. Và đây là một cái trend của TikTok. Thì lúc đấy hội chị em hội anh em chính xác hơn. Hội anh em bắt lúc đấy là quay cái này á. Xong rồi hội chị em bảo uầy, chúng ta cũng không thể làm một thua kém hội anh em được. Đó, nên là chúng ta quay thôi mọi người. Thậm chí là cái này là nếu Kamui không nhầm thì là có Kamui này, Timmy này, Mister Việt này và Siro quay cái trend này nữa. Nhưng mà hình như là ở trong đây Kamui chỉ có của Kamui với Siro thôi. Còn Mister Việt với Timmy hình như ở đây không có thì phải. Nhưng mà nói chung là nếu mà các bạn muốn thì lần sau Kamui sẽ bổ sung vào nha các bạn. Ok, tiếp nào. Đây là bản của Kamui. Bạn nào thấy Kamui ngầu thì hãy cho Kamui một like và comment số 1 xuống phía dưới nha các bạn. Đó chính là số 1 thì number 1. Yes. Ok, bây giờ chúng ta đến video TikTok tiếp thôi. Oh, cái video này nhìn mặt Kamui nó hơi gì ha. Nhìn chẳng khác gì con khỉ đột đó. Đó, và đây là cái trend bịt khẩu trang biến hình các bạn ạ. Trời. Cái này thì cái này thì là Kamui khoe mắt thôi mọi người. Được cái là mắt Kamui cũng có mí chứ không bị sụp mí hoặc là một mí, nên là nhìn nó cũng khá là được không đến nỗi nào. Nhưng mà bạn nào để ý kỹ á, thì bạn ý sẽ để ý là thật ra phía đuôi mắt của Kamui phía dưới này là các bạn nào nhìn thấy chuột không ta? Thấy phía chỗ đuôi mắt này Kamui có một viên sẹo nhỏ, và cái sẹo này là do hồi Kamui còn nhỏ xíu còn phải bé á, thì ông họ của Kamui kiểu có chẳng may quẹt cái móng tay vào và sau đó thì Kamui bị sẹo từ đó đến giờ này các bạn ạ. Nên là nếu mà các bạn nhà có em bé thì các bạn phải bế em bé thật là cẩn thận nha, đừng để có cái sẹo bé xíu nhỏ góc này giống Kamui nha mọi người. Ok, tiếp thôi. Không, xin ạ. Cái này là một video về Mini World của Kamui. Cái này là lúc đấy là các bạn xem để hiểu rồi. Chỉ có một cách. Chết rồi, sao nó đổi đâu rồi đấy. con. Cái này thì sau một hồi Kamui đọc comment của các bạn từ cả YouTube lẫn TikTok thì Kamui có hiểu ra một vấn đề. Đó chính là thật ra cái con khỉ này nó không phải là nó có đồ ở trong người, mà là nó lấy trộm đồ của Kamui các bạn ạ. Tức là các bạn nào để ý nha, thì khi mà cái rìu gỗ này, đây, cái rìu gỗ ở cái vị trí này của Kamui bị biến mất này. Đó, nó lấy cúp vàng của Kamui này, sau đó đấy chuẩn bị là rìu gỗ biến mất này. Đó, rìu gỗ biến mất và cái con khỉ nó cầm cái rìu gỗ của Kamui. Thật sự hóa ra là con khỉ nó nhanh tay nó trộm đồ của Kamui các bạn ạ. Trời đất ơi, thế mà Kamui cứ tưởng là kiểu của nó có sẵn á. Nhưng mà tiếc cái kiếm kim cương này quá. Nhưng mà không sao các bạn, ở tập sau thì Kamui đã lấy được kiếm kim cương hoàn hảo rồi các bạn ơi. Yeah. Ok, tiếp là ok. Và các bạn ơi, trong cái TikTok vừa rồi thì các bạn có nhìn ra một cái nhân vật nào không? Các bạn có nhìn ra một cái nhân vật nào rất là khác biệt không phải trong hội anh em Hero Team thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nha các bạn. Bây giờ Kamui sẽ mở lại cho các bạn này. Kamui chỉ mở một lần thôi nha. Bạn nào nhận ra thì hãy comment xuống phía dưới nha các bạn. Ok, mở lại nào. Ôi của Hero Team Free Fire đại chiến và sẽ ra mắt vào ngày 17 giờ ngày 14 tháng 2 cũng đồng nghĩa việc là ngay ngày mai thôi nha các bạn. Nên là lúc đấy các bạn hãy online và cày view cùng với Hero Team nha các bạn. Trời ơi. Và cái video đấy hiện tại đã được công chiếu và để ở kênh Hero Team nha các bạn. Nếu mà bây giờ các bạn qua thì các bạn hãy ấn vào đặt lời nhắc để khi nào video ra thì sẽ có thông báo về cho các bạn nha. Ok, tiếp thôi các bạn. Trời, tiếp nào. Thật sự luôn các bạn, cái này là trùm cuối không làm chúng ta thất vọng các bạn à. Thật ra lúc Kamui đọc caption đấy là Kamui bảo trùm cuối không làm chúng ta thất vọng á, là lúc đấy là Sammy. Thật sự luôn mà Sammy nhìn rất là cưng và xinh. Ai ngờ đâu có Kairon và Siro ở đằng sau các bạn à. Tôi chán không muốn nói thế, nhìn vào Siro còn phần, còn mặt cai thì mặt cai lúc nào cũng lầy, nhìn ghét thật sự. Ok, xem lại thôi. Cái trên này rất là hay luôn, có bạn nào chưa xem không nè. Ok, chúng ta qua video TikTok tiếp thôi nha. Ồ, đây là cái trên của Zero này. Thật sự luôn, cái này là Siro cực kỳ sáng tạo khác luôn đó mọi người. Tức là bình thường là lấy cốc này xong rồi sẽ ấy xuống, nhưng mà ở đây Siro rất là người đẩy cốc xuống là Phong, nhưng mà sau đó Siro kiểu hả mất dạy mày đó, và sau đó thì Siro đã lấy cái cốc của Phong luôn, uống chung luôn cốc luôn đó mọi người. Trời đất ơi, ngầu dữ ta. Wow. Thật sự rất là ngầu luôn. Siro thôi, chúng ta khỏi bàn đâu các bạn. Chúng ta bàn về cái đoạn đầu thôi nha. Và thật sự luôn, Kamui thấy đoạn này rất là mượt. Khi mà Sammy kiểu cho tay vào, xong rồi Sammy là người cho tay ra, thật sự nhìn rất là mượt luôn á. Đó, các bạn thấy mượt không? Rất là mượt luôn á. Rồi mượt dữ dội luôn mà. Kamui rất là thích cái video TikTok này của Sam luôn á. Trời ơi, hai người cùng mặc bộ đồ trắng luôn á. Trời ơi, nhìn thích thật sự. Còn Siro đằng sau thì thôi khỏi chứ các bạn. Thánh phá chen, thánh phá rồi, chung là thánh làm cái mặt trôn các bạn ạ. Chán luôn thể, không muốn nói luôn thể. Ok, video tiếp thôi. Cái này thì Kamui thật sự Kamui cũng hơi buồn với mọi người. Kairon bảo là thôi chị Kamui này, chị cứ ngồi yên một chỗ xong rồi để em quay nha. Nhưng mà biết đâu là bụng tôi to như thế này mà người ta cũng quay á mọi người. Chán thật sự. Trời ơi, nhưng mà thật sự luôn các bạn nhìn này, Cái mà Kamui để ý nhất đó, không phải kiểu những người trước dưới đàn ai cũng đẹp trai xinh gái hết trơn á. Còn cái bụng của Kamui chúng ta không nói đến nữa, nhưng mà thật sự nhìn cái lông mi của Timmy dài đáng sợ thật sự. Đây là gắn mi giả nha mọi người, nhưng mà thật sự nhìn theo chiều ngang á, nếu mà nhìn chiều ngang thì nó hơi dài á, nhưng mà nếu mà nhìn thẳng thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà giờ Kamui mới để ý là sao cái lông mi theo chiều ngang nó dài dữ rồi ba. Nó vừa dài vừa dày nữa. Xem cái TikTok này của Kairon thì Kamui mới để ý cái này nha, còn không biết luôn á. Ok, tiếp. Mẹ, mày đừng có hù tao, tao sợ thiệt đó. Bỏ như mày. Thật sự luôn là Siro khi mà quay những cái video TikTok, thực sự Siro đầu tư rất là nhiều luôn đó mọi người. Ví dụ như cái này cũng thế, này kiểu từ kiểu góc cam này, quay trái quay phải, tiến rồi lùi á, các bạn để ý mà xem, góc nhìn góc rất là đẹp. Và tất nhiên là Khang đẹp trai thì đó giờ thì chúng ta không thể là từ chối được rồi đó. Mẹ, mày đừng có hù tao, tao sợ thiệt đó. Bỏ như mày. Thì các bạn hãy cho Kamui 1 like nha các bạn, thật sự luôn các bạn ơi. Trời ơi, nhìn ngầu thật sự luôn á. Ui, thề luôn các bạn. Trời ơi, bạn nào thấy Zero ngầu thì cho Kamui 1 like nha. Kamui chỉ biết nói câu đấy, Kamui không biết nói gì luôn về cái độ ngầu của Zero nữa thôi. Đẹp trai quá. Ây à, ngầu quá. Sim ơi. Không mơ cổ tích hoang đường, chỉ mơ giấc mộng đời thường có Sim. Nó lại thả thính nhau, lại cơm chó nhau kìa Kamui. Thành cơm chói đâu mọi người. Gì vậy ba? Cái gì vậy? Lại cơm chó nữa hả? Tôi mệt quá mọi người ơi, cái này đã thế không mình rồi còn dừng đúng cái này nữa chứ. Gì vậy ba? Sam ơi. Hả? Gọi Sam là dân thường, vì Sam gặp cay là Sam sẽ thương giận. Phong nó lại bánh cho đấy mà thả tính Sam. Chết chưa? Rồi Sim lần sau luôn. Phong ơi. Quay gì vậy? Gọi Phong là thả thính nữa hả? Còn tôi nhớ rồi nha, lần trước hình như là tôi có coi TikTok, hình như là ông có thả thính Sammy đúng không? Các bạn ơi, có bạn nào thích series thả thính của Kairon thì các bạn hãy comment một số 3 cho Kamui nha. Và thật sự luôn là Kairon thả thính thì nó rất là hay, mà vấn đề là nó thì thả thính chả ai dính hết bạn ạ. Em có nên nói ra những lời sâu thâm trong trái tim em, một tình yêu siêu không thầm. Anh nói anh thích sáng đơn, vậy em cũng sẽ dán lên. Nửa anh yêu em yêu anh, nửa anh bên em. Cái này thì là lần đó các bạn còn nhớ cái bộ này là Kamui và hội chị em là mặc đi đâu không? Cái tất nhiên là cái lúc này là Timmy quay nên là cái này là Simmy cầm, nhưng mà thề với các bạn, Timmy cho hội chị em quỳ liên tục các bạn. Không phải quỳ mà là kiểu cúi chào liên tục bạn. 1 này, 2 này, 3 này. Cúi chào mấy lần? Còn lần nữa không cho hội chị em cúi chào 3 lần nữa mọi người. Và đã thế nha. Ở đây kiểu hội anh em ra kiểu mặt ngầu luôn các bạn, không quan tâm hội chị em làm gì luôn. Xong rồi chưa kể nha, đâu ta còn có ai ta. Đây là đấy Siro. Không phải là không ấy nha, mà là có cười nè, Siro có cười nè mọi người. Trời, Siro có cười nè. Rồi đấy, xong rồi đây kiểu hồi ai cũng cười luôn. Tính ra hồi anh em ai cũng cười, buồn cười á mọi người. Anh còn kiểu giơ tay lên chào luôn ba. Đâu rồi. Đó, anh Vũ là những người giơ tay lên chào luôn mọi người. Còn anh này là nếu mà bạn nào mà đi shop Hero ở Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ gặp anh ý, và anh ý là nhân viên ở trong shop Hero ở Hồ Chí Minh nha các bạn. Còn đây là H3 này, xong rồi còn Mister Việt, các bạn để ý Mister Việt mà xem Mister Việt mà hả? Chúng mày làm gì vậy? Việt không cười luôn đó mọi người, tổn thương buồn thật sự. Các bạn nhìn này. Này còn nhìn vào camera rồi, chúng mày làm cái trò mèo gì vậy? Buồn thật sự luôn á. Còn Kairon cũng cười này, ai cũng cười luôn. Thì mình còn kiểu gật Thật sự luôn là cái này thì cái này là hội chị em kiểu lên trước, và sau đó hội chị em nghĩ là cười Uầy, hay là trêu hội anh em kiểu mình làm này mặc giống nhân viên phục vụ ghê ha. Nên mình ra chờ hội anh em ở thang máy xong rồi cúi chào thử coi. Thế là cả lũ đứng vào xếp hàng như các thứ chờ xong rồi cúi chào. À, nhìn hài thật sự và cái bộ này nhìn cũng rất là khá là hay. Nên là có lần làm vào Hồ Chí Minh hoặc là hội chị em đi chơi với nhau thì Kamui nghĩ là hội chị em sẽ mặc một lần nữa đi ha. Tại vì bộ này nhìn rất là cưng đó mọi người. Ok và các bạn ơi, và video của Kamui đến đây là kết thúc rồi này. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe. Và đừng quên chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team bọn mình nữa. Và các bạn muốn Kamui xem cũng như là reaction những video TikTok của Hero Team thì các bạn hãy comment xuống phía dưới là chị hãy làm tiếp đi nha. Ok và video của Kamui đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.